YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Vừa rồi là những thông tin sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, những ngày qua, sự việc học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1, huyện Bắc Hà, Lào Cai phải ăn cơm chan mì tôm khiến dư luận không khỏi bất bình. Bộ Giáo dục và Đào tạo hôm 19 tháng 12 cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai xác minh nội dung báo chí phản ánh, xử lý nghiêm tập thể và cá nhân liên quan nếu có vi phạm. Mới đây nhất, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện về tăng cường đảm bảo các điều kiện ăn ở, sinh hoạt và học tập cho trẻ em mầm non, học sinh nội trú, bán trú, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thường xuyên quan tâm chỉ đạo, ban hành các cơ chế chính sách, chương trình, đề án nhằm tăng cường bảo đảm các điều kiện ăn ở, sinh hoạt và học tập cho trẻ em mầm non, học sinh nội trú, bán trú, nhất là cho trẻ em học sinh vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện ở một số nơi còn chưa được tốt, ảnh hưởng đến điều kiện sinh hoạt học tập của trẻ em mầm non và học sinh. Để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em mầm non, học sinh nội trú, bán trú, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm các quy định đã được Chính phủ ban hành. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát việc tổ chức thực hiện các bữa ăn cho trẻ em mầm non, học sinh bán trú, nội trú, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và việc thực hiện các chế độ chính sách khác đối với trẻ em mầm non, học sinh tại các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý, xử lý nghiêm đối với các tập thể cá nhân nếu có vi phạm. Cùng với đó, tăng cường chỉ đạo, quản lý, kiểm tra việc thực hiện chính sách về giáo dục dân tộc, công tác đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống cháy nổ trong các cơ sở giáo dục, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về quản lý tài chính, tài sản, mua sắm trang thiết bị giáo dục và quy định về đạo đức nhà giáo, tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục, tích cực xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và thân thiện. Ủy ban dân tộc sử dụng hiệu quả các nguồn lực thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi giai đoạn 2021-2030 cho giáo dục, đảm bảo thực hiện mục tiêu 100% số trường, lớp học ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn được xây dựng kiên cố. Với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, Thủ tướng yêu cầu rà soát, đánh giá, huy động các nguồn lực để bảo đảm các điều kiện ăn ở, sinh hoạt, vệ sinh môi trường và học tập cho trẻ em mầm non, học sinh tại trường, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện chế độ chính sách ở các cấp quản lý. Hai ngày qua, thông tin một cháu bé sơ sinh 14 ngày tuổi bị mất tích khi đang nằm ngủ trong nhà khiến người dân quanh xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp không khỏi xôn xao. Nhưng càng bàng hoàng hơn, cơ quan chức năng đã xác định chính mẹ đẻ của cháu bé là người đã bỏ con vào hộp nhựa rồi thả trôi sông dẫn tới tử vong. Thông tin ban đầu vào khoảng 19h30 phút ngày 19 tháng 12, Công an thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận tin báo từ gia đình Nguyễn Thị Thùy sinh năm 2000, ngụ xã Tân Mỹ, thành phố Cao Lãnh về việc bé trai khoảng 14 ngày tuổi là con ruột của Thùy bị mất tích. Trước khi mất tích, bé đang nằm ngủ trên võng tại nhà. Sau khi tiếp nhận tin báo từ Công an thành phố Cao Lãnh, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Công an thành phố Cao Lãnh tiến hành điều tra và tìm kiếm cháu bé. Đến sáng ngày 20 tháng 12, lực lượng công an phát hiện dưới sông phía sau nhà Thùy có một thùng nhựa, bên trong có một bé trai là con của Thùy nhưng cháu bé đã tử vong. Qua xác minh, lực lượng công an nhận thấy thông tin Thùy cung cấp có nhiều nghi vấn nên mời Thùy lên làm việc. Ban đầu Thùy không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, từ kết quả kiểm tra hiện trường của lực lượng chức năng, Thùy đã khai nhận hành vi sát hại con. Tại cơ quan công an, Thùy khai nhận do giận chồng nên đem con là bé NTP mới sinh cho vào thùng nhựa rồi bỏ dưới sông phía sau nhà. Để che giấu hành vi phạm tội, Thùy nói với người thân trong nhà là cháu bé bị bắt cóc. Sau phút giây bốc đồng, cả giận mất khôn, khi người mẹ trẻ Nguyễn Thị Thùy bình tĩnh lại thì đứa con mình rứt ruột đẻ ra này đã không còn. Bản thân người mẹ này thì lao vào vòng lao lý, còn người cha nguyên nhân gián tiếp của vụ việc đau lòng trên có lẽ sẽ không tránh khỏi sự dây dứt trong suốt quãng đời còn lại. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho những bậc sinh thành rằng con trẻ sinh ra là để yêu thương và bao bọc, không phải là nơi hứng chịu cơn giận của cha mẹ để rồi nhận lại kết thúc đầy thương tâm. Thông tin ông Lê Duy Minh, nguyên cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, giám đốc Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh bị khởi tố, bắt giam để điều tra về tội nhận hối lộ đang được đông đảo dư luận quan tâm. Ông Lê Duy Minh bị cáo buộc liên quan đến vụ án tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil. Qua vụ việc này cho thấy có không ít doanh nghiệp thu hộ tiền thuế bảo vệ môi trường, xăng dầu, song lại chây ý giữ lại không nộp ngân sách khoản thuế này. Sổ theo dõi tình hình nợ thuế đến kỳ tháng 8 năm 2023 ghi nhận Xuyên Việt Oil còn nợ ngân sách nhà nước trên 1.528 tỷ đồng. Đáng chú ý trong tổng số thuế nợ động kể trên, thì tiền thuế bảo vệ môi trường là trên 1.244 tỷ đồng. Số thuế còn nợ này phát sinh trên tờ khai tháng, từ kỳ tháng 10 năm 2021 đến kỳ tháng 7 năm 2022.
Một doanh nghiệp xăng dầu khác là công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thủy bộ Hải Hà cũng nợ thuế đến tháng 7 năm 2023 là hơn 1.700 tỷ đồng, chủ yếu thuế bảo vệ môi trường. Nhiều doanh nghiệp xăng dầu tư nhân khác cũng nợ đọng số thuế bảo vệ môi trường rất lớn. Điều đó cho thấy việc các doanh nghiệp quên chê ý nộp ngân sách số tiền thuế này là khá phổ biến. Những năm qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhiều lần giảm mức thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân. Hiện thuế bảo vệ môi trường với xăng trừ ethanol được giảm về mức 2.000 đồng trên một lít, nhiên liệu bay, dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn 1.000 đồng trên một lít, mỡ nhờn 1.000 đồng trên 1 kg, dầu hỏa 600 đồng trên một lít. Hồi tháng 6 năm 2023, Tổng cục Thuế đã phải có văn bản gửi các cục thuế về vấn nạn nợ đọng thuế bảo vệ môi trường. Theo Tổng cục Thuế, thời gian vừa qua tình hình nợ đọng thuế bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có xu hướng tăng lên. Một số cục thuế chưa kiên quyết, chậm áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tổng cục Thuế chỉ đạo cục trưởng cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng nợ đọng thuế lớn kéo dài trên địa bàn mà không kiên quyết áp dụng các biện pháp đôn đốc cưỡng chế theo quy định để thu hồi tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước. Vụ việc Xuyên Việt Oil và những bất thường trong việc thu hồi nợ đọng thuế của cục thuế thành phố Hồ Chí Minh với công ty này là cảnh cáo nghiêm khắc đối với các doanh nghiệp cục thuế còn thờ ơ hay trục lợi từ việc chê ý nợ đọng thuế bảo vệ môi trường xăng dầu. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, chiều ngày 20 tháng 12, Công an tỉnh Quảng Nam vừa bắt tạm giam Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam Trương Hoàn Lạc cùng 3 thuộc cấp để điều tra về hành vi tham ô tài sản. Theo điều tra ban đầu, ông Trương Hoàn Lạc cùng các bị can đã lập khống chứng từ để tham ô tài sản với số tiền hơn 600 triệu đồng. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ. Được biết, sáng ngày 20 tháng 12, lực lượng chức năng đến trụ sở của Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam công bố quyết định, sau đó dẫn giải ông Lạc đến cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ những nội dung liên quan. Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam được thành lập vào năm 2011, trụ sở đóng tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Đây là cơ quan trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, thuộc Bộ Giao thông Vận tải, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hàng hải tại cảng biển và vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam. Nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, vào ngày 20 tháng 12, đồn biên phòng Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán người xảy ra trên địa bàn. Các đối tượng đã tổ chức đưa nhiều người lao động trái phép sang Lào. Những người lao động bị giao cho một nhóm người Trung Quốc đưa vào đặc khu kinh tế Tam Sắc Vàng tại tỉnh Bô Kèo của Lào, khống chế, ép buộc, bắt ký kết hợp đồng lao động có điều khoản bất lợi cho người lao động. Khi người lao động không muốn thực hiện công việc được giao, thì chúng giam giữ bỏ đói, gây thương tích, ép bức tinh thần bằng nhiều hình thức khác nhau. Qua quá trình làm việc, Tần Ông Cao sinh năm 1993, người dân tộc Giao đã khai nhận là chủ mưu cầm đầu, câu kết với Lý Láo San sinh năm 2000, người dân tộc Giao, và Lý A Hồng sinh năm 2003, người dân tộc Mông. Cả ba trú tại xã Trịnh Tường, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, cùng các đối tượng người nước ngoài lừa và đưa được 5 nạn nhân để nhận tiền và lợi ích vật chất khác. Vào lúc 10 giờ sáng ngày 20 tháng 12, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bất ngờ ập vào khám xét kho hàng hóa thực phẩm, thịt heo, bò xuất nhập khẩu tại thôn Xuân Lai, xã Lộc An, huyện Phú Lộc. Kho hàng này do bà Hồ Thị Nhiên sinh năm 1993 làm chủ. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại kho hàng có lưu trữ hơn 1 tấn thực phẩm gồm trứng gà non, giò heo, ba chỉ rút xương, xương cùi bò, bắp trâu có dấu hiệu vi phạm. Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và chưa cung cấp được các giấy tờ liên quan về kinh doanh loại hàng hóa này. Bà Nhiên bước đầu khai nhận số hàng hóa trên có nguồn gốc từ Nga, Ấn Độ nhưng không có hóa đơn, chứng từ kèm theo. Số thực phẩm này dự kiến bán lẻ cho các khách hàng là quán ăn, nhà hàng, dịch vụ đám cưới. Vào đầu tháng 11 năm 2023, Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Công an huyện Văn Giang và Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Bộ Công an đã bắt quả tang Lê Văn Hùng sinh năm 1995, trú tại xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên và Lý Thị Nguyệt sinh năm 1999, trú tại xã Hùng An, huyện Bắc Giang, tỉnh Hà Giang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Cơ quan Công an thu giữ 1,972 kg ma túy dạng ketamin và 200 túi ni lông màu cam là ma túy tổng hợp loại nước vui cùng một số vật chứng liên quan. Đấu tranh mở rộng, Công an Hưng Yên đã ra lệnh bắt thêm 2 đối tượng có liên quan. Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an Hưng Yên thu giữ tổng số lượng ma túy đã thu giữ là 4,477 kg ma túy tổng hợp, gồm ketamin, methamphetamin, MDMA và 225 túi ma túy tổng hợp loại nước vui. Hơn 18 giờ tối ngày 20 tháng 12, xe container mang biển số thành phố Hồ Chí Minh do nam tài xế cầm lái chạy trên đường Bình Thuận chợ đêm, hướng từ đường Võ Trần Trí ra quốc lộ 1. Khi đến đoạn giao đường Bùi Thanh Khiết, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, xe bất ngờ tông vào giải phân cách giữa đường. Sự cố khiến cho đầu xe container biến dạng,
tài xế bị thương mắc kẹt trong cabin. Phát hiện sự việc, người dân đã chạy đến hỗ trợ đưa tài xế ra ngoài, chuyển đi bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, giải phân cách bê tông hư hỏng, một trụ điện chiếu sáng bị xe container tông gãy. Lực lượng chức năng địa phương và cảnh sát giao thông đã có mặt điều tiết giao thông qua khu vực, xử lý vụ việc. Cũng trong chiều ngày 20 tháng 12 sau giờ thể dục, 6 học sinh trường trung học cơ sở Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi rủ nhau đi chơi ở cửa sông Cửa Đại, thôn Phổ Trường. Trong lúc vui chơi, một bé gái bất ngờ bị trượt chân đuối nước. Người bạn đi cùng bơi ra cứu nhưng cả hai cùng bị chìm. Bà Phạm Thị Công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi cho biết, lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm, vớt hai nạn nhân lên và đưa về gia đình lo hậu sự trong chiều tối cùng ngày. Hiện chính quyền địa phương vẫn chưa nắm rõ nguyên nhân vụ việc bởi các học sinh chứng kiến còn rất hoảng loạn, được người thân đưa về nhà, cơ quan chức năng chưa thể tiếp xúc. Một trong những vấn đề được quan tâm và thảo luận nhiều nhất hiện nay là đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2024. Mới đây, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã họp phiên thứ 2 năm 2023 để thảo luận thương lượng về phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng. Tại phiên họp, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia cho biết, phía đại diện cho người lao động đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 6,5 đến 7,3%, thời điểm tăng từ mùng 1 tháng 7 năm 2024. Lý giải mức tăng đề xuất lần này cao hơn so với phiên họp lần trước, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, hiện tình hình kinh tế xã hội có dấu hiệu tốt hơn. Trong khi đó, mục tiêu tăng lương tối thiểu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 không thực hiện được vì thủ tục pháp lý. Đồng tình với việc cần điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng như mong muốn của tổ chức đại diện người lao động. Song về phía doanh nghiệp, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, Phó Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia cho rằng mức tăng theo đề xuất của công đoàn chưa phù hợp với tình hình hiện nay. Ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Chính sách Pháp luật Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho hay, qua thảo luận, phía Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất hai phương án, còn phía giới chủ đề xuất không quá 5%. Về thời điểm, các bên thống nhất tăng lương tối thiểu vùng vào ngày 1 tháng 7 năm 2024. Phát biểu kết luận phiên họp, sau khi lắng nghe ý kiến của các bên liên quan, ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia cho biết, tất cả thành viên Hội đồng Tiền lương Quốc gia có mặt tại phiên họp đã bỏ phiếu chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 là 6%, thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Những ngày gần đây, không khí lạnh tràn về khiến nền nhiệt tại Hà Nội giảm sâu, chạm ngưỡng 10 độ C. Những cơn gió tê tái khiến cái rét buốt như tận sâu vào da thịt. Trong khi có nhiều người đang cuộn mình ngon giấc trong chăn ấm, thì đâu đó vẫn có những lao động nghèo vẫn phải oằn mình, lặng lẽ mưu sinh ngoài trời rét. Khoảng 23 giờ, những người lao động nghèo vẫn oằn mình trên những chiếc xe đạp, gánh hàng rong, bám trụ trên từng con đường, ngõ phố của thủ đô. Càng về khuya trời càng lạnh, dòng người thưa thớt hẳn, nhưng vẫn có những người cần mẫn đi tìm từng mảnh bìa, vỏ lon còn sót lại trên đường để kiếm thêm thu nhập. Ngồi bên đống lửa để sưởi ấm, chị Trang, người bán đồ ăn nóng bằng xe đẩy, chia sẻ, ngày nào hai mẹ con tôi cũng bắt đầu công việc từ 15 giờ cho đến gần sáng hôm sau. Công việc tuy vất vả, thức khuya dậy sớm, nhưng làm lâu nên đã quen. Mấy ngày này trời lạnh, mọi người ngại ra đường vào buổi tối nên ế ẩm hơn mọi khi. Vừa nướng ngô khoai cho khách trên đường Lê Quang Đạo, chị Dung cho biết, thời tiết lạnh thế này nên có nhiều bạn trẻ đến ăn để sưởi ấm. Hàng của tôi bán đến hơn 1 giờ sáng, mỗi đêm bán được hàng trăm bóc ngô, củ khoai. Tuy hơi vất vả nhưng có đồng ra đồng vào cũng phấn khởi. Gần 12 giờ đêm, công nhân vệ sinh môi trường vẫn âm thầm lặng lẽ làm công việc thường ngày của mình trong mọi ngõ ngách của Hà Nội. Càng về khuya thời tiết càng lạnh, người lao động phải mặc thêm áo mưa để giữ ấm cơ thể, mặc cho thời tiết giá lạnh. Người thợ sửa chữa xe máy luôn có mặt mọi lúc mọi nơi khi có khách yêu cầu. Trong cái lạnh cắt da cắt thịt, các tài xế xe ôm công nghệ vẫn mòn mỏi chờ những cuốc xe tiếp theo. Trong đêm khuya giá lạnh, mỗi người một niềm riêng. Trong cái lạnh rét buốt của đêm đông Hà Nội, những người lao động vẫn lặng lẽ mưu sinh với mong muốn gom góp thêm chút ấm áp cho những ngày Tết đã cận kề. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.